Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Lại một lần nữa mình đang có mặt ở ngay thành phố Đà Lạt anh chị ha. Và lần này thì mình có mặt ở ngay trung tâm luôn. Đó. Thật ra thì mình sẽ thích vùng ven hơn. Vùng ven thì nó sẽ thoáng hơn, rộng rãi hơn, đậu xe thoải mái hơn. Ở đây thì đậu xe nó hơi phải rón rén tí. Nhưng mà con này cũng rộng rồi. Đó. Thì hôm nay là mình có mặt ở ngay trung tâm để giới thiệu đến anh chị một cái bất động sản. Nó có đặc biệt là nó rất là lâu đời anh chị. Lâu thì là lâu rồi, chưa qua một đầu tư ai hết. Và ở sở hữu vị trí ngay trung tâm luôn à. Đây, nằm trong khu đó đó anh chị. Thật ra nó có nhiều đường vô lắm nhưng mình thích đường này, tại nó rộng rãi. Và đặc biệt là trước khi qua cái nhà mình á, là anh chị sẽ đi ngang qua quý một thiên đường ăn uống luôn. Rất là nhiều quán xá ăn uống ở đây ha. Lẩu bò Ba Toa nè, lẩu bò quán gỗ nè. Đấy. Cái giấc này thì là buổi chiều thì nó hơi vắng, nhưng mà ban đêm buổi tối chị đảm bảo luôn chỗ này là sẽ không có chỗ đậu xe ở đâu. Còn bây giờ thì còn thoáng, còn đậu được ha, chứ còn mà tối nay thì không đậu được đâu. Không khí thì thôi quá lạnh luôn, thời điểm này tắt nắng rồi nên nó lạnh. Thì bây giờ là mình sẽ đi đó quay ha, quay chi tiết cho anh chị. Mình sẽ đại diện cho chú Hiếu, chú có căn nhà ở ngay trung tâm Đà Lạt muốn bán thì anh chị mình có thể liên hệ trực tiếp chú không qua môi giới ha. Bây giờ mình sẽ đi vô. Rồi, mình đã tới cái nhà mình chị nha. Bật mí với anh chị luôn, cái nhà này là nó có tuổi đời là đã gần 50 năm rồi anh chị. Như phía chủ nhà có chia sẻ là cái nhà này xây từ năm khoảng 1975 anh chị. 1975 vậy là 2023. Vậy là đã gần 50 năm rồi. Một ngôi nhà phải nói là siêu lâu đời luôn ha. Nhưng mà vẫn còn đang ở nha chị, vẫn đang ở được. Nằm trong khu dân cư nè. Thì mình cũng nói luôn khuyết điểm mình ha. Nhà mình thì vị trí là quá đắc địa rồi, ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt. Nhưng mà nó có một khuyết điểm ha, đó là hiện tại là đường ô tô là không vào tới được. Nhưng mà mình sát với trục đường chính ha, mình sát với trục đường chính đường Hoàng Diệu là khoảng 50m kìa. Đó, chạy không? Đó, chiếc mặt anh chị là đường Hoàng Diệu ha. Từ đường Hoàng Diệu vô đây là khoảng 50m là tới nhà mình. Ở đây thì mình có nhiều đường thông lắm anh chị, không đủ hướng đường á. Tức là ngoài đường Hoàng Diệu ra thì mình còn đường Tô Hồng Vân nè, đường Huế Định nè. Thì hồi nãy là mình đi là đầu video là mình đứng, mình đậu xe ở ngoài đường Huế Định. Đây, ngay góc này nè. Đó, là cái khu mà cái làng ăn chơi quán xá rất là nhiều luôn. Đó, mình đi đậu hướng đó ha, còn không thì mình phải đi đường Hoàng Diệu thì cần hơn. Hoàng Diệu, đậu Hoàng Diệu thì mình đi thẳng vô đi luôn. Đó, nhưng mà cái Huế Định thì có nguyên bãi đậu xe, mình sẽ đậu ngoài. Đấy. Rồi, đường Tô Hồng Vân nữa chị, nói chung là nhiều đường lắm. Trước khi tới nhà mình, vô nhà mình thì có một cái trường mầm non ha, trường mầm non nè. Ở đây là tiệm tóc nè. Ở đây thì nhiều chị em homestay, nhà đẹp lắm. Đấy, cái khuyết điểm là duy nhất đó là đường ô tô chưa vào được ha. Nhưng mà ngay sát với đường chính rồi. Đây, cái nhà mình này ha. Thì đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản để anh chị mình nắm rõ. Ở đây địa chỉ chính xác là hẻm số 1 của đường Hoàng Diệu ha, tức là số 4 số 1 xuyệt 4 chứ. Số 1 xuyệt 4 đường Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt. Thuộc tỉnh Lâm Đồng, dĩ nhiên rồi. Ở đây thì mình nói luôn ha, ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt, trong vòng bán kính là một cây số là mình sẽ có những cái gọi là như là chợ Đà Lạt nè, Hồ Xuân Hương nè, bệnh viện Nhi Đồng nè. Rồi nói chung tất cả mọi thứ ha, tất cả các tiện ích là trong vòng bán kính một cây số là không thiếu gì hết. Tại vì đây là, nhắc lại, đây là trung tâm chị ha, đây trung tâm. Đó, cho nên cái vị trí phải nói là cực kỳ đắc địa. Và bao quanh đây thì rất là nhiều cơ sở lưu trú, homestay và nhiều cái quán ăn nổi tiếng ha. Ví dụ như là cái quán lẩu bò Ba Toa nè, mẹ quán bánh mì xíu mại gì cũng ngon lắm. Rồi nhiều, nói chung là nhiều cái quán nổi tiếng được review, được các bạn trẻ review á, là nằm trong khu vực này hết chị ha. Đây lát mình sẽ bài lại cam cho chị xem cái vị trí mình là đắc địa như thế nào. Đó. Rồi, thì bây giờ mình vô vấn đề chính ha. Đây cái nhà của mình. Thì cái nhà mình là nó có tổng diện tích là khoảng hơn 300m2 chị ha. Chính xác là 302 mấy m2 đó. Tất cả là đất ở đô thị.
Dạ. Miếng đất của mình thì hiện tại là có cái nhà cấp 4. Đó. Cái nhà đã xây được 50 năm rồi, gần 50 năm rồi. Đó. Miếng đất mình thì tương đối vuông chị ha, tương đối là vuông đó. Mặt ngang theo mặt tiền đường mình á là được khoảng 11 mét rưỡi ha. Và dài vô thì nó khoảng gần 30 mét. Nói chung là cái đất mình á thì cái hình dáng đất á nó cũng gần gần như là vuông rồi, nhưng mà nó cũng có vài cạnh nó hơi cắt khúc chút xíu ha. Nhưng mà nhìn chung thì nó khá là vuông. À, khá là vuông. Đó, thì mình nói luôn nhà này xây quá lâu năm rồi. À, cho nên là chủ yếu là người ta bán đất tặng nhà thôi. À, một căn nhà kỷ niệm của gia chủ từ xưa đến giờ. Nhà này là vì đã xây rất là lâu rồi, chưa qua đầu tư ai chứ ha. Nói chung là F0 đó. À, chưa qua đầu tư cho nên anh chị mình mua là coi như là mua từ của chủ sở hữu đã bao nhiêu năm rồi, đã 50 năm rồi. Từ thời mà của mẹ cho con ha. Mẹ thì năm nay đã hơn 80 rồi. Mà không biết cái trước khi mẹ, thời của mẹ thì đã có thời của ông bà gì chưa nữa ha. Nhưng mà đã tối thiểu là hơn 80 năm rồi ha. Từ khi bà ha, bà tới giờ luôn. À, cho nên là cái bất động sản này á là nó có tuổi đời rất là lâu anh chị. Chưa qua một chủ nào hết. À, hiện tại là của mẹ hơn 80. À, để cho con ha. Con là chú Hiếu ha. À, chú Hiếu thì mẹ 80 thì con cũng bao nhiêu ta, như là cũng hơn 60 rồi. Hơn 60. Ủa mình xin lỗi, không phải mẹ không phải là 80, mẹ hình như là chín mấy rồi chị, mình xin lỗi nha. Chín mấy phần trăm rồi. À, hình như là mình nhầm, tức là chị 80. Chị 80. Cái nhà này hồi đó chị có chị ở nữa, hai chị em ở, nhưng mà mẹ thì đã để con, nói chung là hơi lằng nhằng xíu. Túm lại là cái nhà này là hiện tại là chú Hiếu ha, là đang đứng tên đó. Khi mình vô quay chi tiết ha, mình nói chi tiết về cái bất động sản này á thì mình sẽ báo giá luôn đi ha. Hiện tại á, là bên phía chủ nhà đang kêu giá rất thiện chí luôn, tại vì trước đó là kêu giá là 21 tỷ. Nhưng mà nói chung cũng theo tình hình chung thôi. Bây giờ bất động sản khó khăn rồi, cho nên là bắt buộc là phải muốn bán thiện chí là phải đưa ra cái giá nó hợp lý hơn. Cho nên là đao xuống, hạ giá xuống 4 tỷ, tức là bây giờ chỉ còn lại là 17 tỷ chứ ha. 17 tỷ cho miếng đất hơn 300 m² trung tâm của thành phố Đà Lạt đó. Nói chung là cũng tiền nào của đó thôi. Dĩ nhiên là đất ở Đà Lạt chị biết nó đắt địa như thế nào rồi, mặc dù là hiện tại là hẻm chưa phải là hẻm ô tô. Nhưng mà cái giá trị của đất trung tâm thì nó vẫn cao. Đất Đà Lạt thì cao xưa đến giờ rồi. Thì anh chị mình cân nhắc xem cái giá này có phù hợp hay chưa. Thì nếu mà chưa thì mình sẽ gọi mình đàm phán thêm ha. Còn nếu mà phù hợp rồi thì nói chung là đã bất lọc thì mình mua thôi. Nói chung là giá cả thì đó rõ ràng ha, 17 tỷ là không qua môi giới. Chị mình cứ trực tiếp liên hệ chủ để mình đàm phán thêm. Đã hạ từ 21 xuống 17 ha, hạ 4 tỷ rồi. Nói chung là thật sự là đây rõ ràng là cái này chỉ là quay, chủ yếu là quay quay đất là chính thôi chị, chứ cái nhà nè. Nhưng mà thật ra cái nhà gần 50 năm mà vẫn còn tồn tại như thế này thì cũng đáng xem ấy chứ. Mặc dù là giá trị của nó thì coi như không có rồi. Nó chỉ còn là giá trị của thời gian, giá trị của kỷ niệm thôi, chứ còn giá trị về để mà ở thì chắc chắn là nhà này là phải đập ha. Đập xây lại ha. Mình phải xây được một căn gọi là sao ta, nhà khách sạn ha, khách sạn lưu trú hay gì đó. Nói chung là đất vàng mà, đất ở vị trí trung tâm thì phải được kinh doanh ha. Vừa kết hợp ở kinh doanh. Bên đây họ như họ cũng mới đập nè, chuẩn bị xây hay gì nè. Đây đất bên giáp bên mình ha, còn của mình đây nè ha. Họ một đất rộng lớn hơn 300 m², đất ở đô thị. Trước mình còn sân. Nhà hiện tại là có sân trước, sân sau ha, và sân bên hông nữa. Đây mình quay sơ sơ cái nhà chị ha. Đó. Nhà hiện tại là vẫn có người đang ở nha anh chị. Vẫn người đang ở. Đấy. Vẫn có người đang ở. Hình như mình đoán là cái phần trước này là xây thêm là sau nè, sau này nè. Phần trước nè anh chị. Còn cái phần sau này nè, chị thấy cái nền nè. Cái này là nền gạch, nền xi măng ha. Hồi đó thì làm gì có gạch men, hồi đó thậm chí là chưa gạch tàu nữa.
thì chỉ có là đổ tráng xi măng thôi. Đây, mình đoán là cái nhà đó, từ đây nè, đổ về sau á là 50 năm. Còn cái phần trước này thì chắc là có làm thêm sau này. Nhưng cho nên là nhìn nó cũng tương đối là mới. Đúng không anh? Cái phần trước này là mình xây thêm đúng không? Không, cái này là cũ nè, còn cái này là mình mới sửa. À, vậy là vẫn là cái cũ. Đúng rồi. Nhưng mà sửa lại. Đúng rồi. Cũ này thì chưa sửa nên nó vẫn cũ đúng không? À, hàng gì nhìn sao thấy nó mới mới. À, tức là mình lát gạch mang lại với là mình sơn với là mình ốp gạch lại đúng không? À, hàng gì nhìn trước nhìn nó cũng. Nói chung cái nhà này hiện tại là mặc dù là cũ rồi nhưng mà vẫn ở được nha. À, vẫn ở bình thường. Khí hậu ở Đà Lạt chị biết rồi. Nó lạnh. Đó, cho nên cái nhà này ở thì thôi mát lạnh luôn. Hồi nãy mình bước vô cái trần men này chị. Lạnh buốt chân luôn á. Nè. Hiện tại nó tắt đèn nên hơi tối xíu ha. Đó. Đây mình phía sau này là mình còn khoảng sân nữa chị ha. Này chỗ nhà vệ sinh rồi. Đây. Còn một khoảng đất trống nè. Đấy. Có cây bơ. Đấy. Đó vậy thôi. Đó. Vẫn còn cái giếng khoan nè. Ở trung tâm đô thị mà vẫn còn giếng khoan nè. Mặc dù nước máy vẫn có ha. Nhưng mà hoài cổ hoài niệm là mình vẫn xài cái giếng khoan. Đó. Đây, không gian bếp nói chung là vẫn đang sinh hoạt bình thường ha. Đó. Nhà gần 50 năm. Gần 50 năm tuổi mà bức tường vẫn còn. Cái này là chậm thêm nè, còn cũ nó về nè. Đó. Cái này mình nghĩ là anh chị và mình nào mà làm quán cà phê hoài cổ ha. Đó. Cà phê nhà xưa 50 năm cũng có lý chứ. Nó giỡn vậy thôi chứ. Đó, mình sẽ nhắc lại là chủ là bán đất chứ không có bán nhà nha. Nhà cũ quá rồi cho nên là mình sẽ bán đất tặng cái nhà xưa với giá là 17 tỷ ha, 17 tỷ cho hơn 300 mét vuông ở ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt. Đấy. Rồi thì bây giờ là mình sẽ mời chị xem sổ nha. Sổ hiện tại là sổ photo thôi. Còn sổ gốc thì cái này anh chị liên hệ bên chủ ha. Còn sau đó xem sổ xong rồi mình sẽ xem trên flycam nha, xem flycam. Rồi dẫn chị tham quan sơ sơ khu vực này. Nói chung là cái này thì cũng không gì để quay nhiều đâu ha. Tại vì chủ yếu là đất thôi. Mình muốn cho anh chị biết là cái vị trí á, mới quan trọng nhất là cái vị trí ha. Chứ còn nhà cửa thì cũng không gì để quay nhiều đâu. Rồi đây ha, đây là cái photo sổ mình nè anh chị. Đấy. Những cái thông tin tên tuổi thì mình xin phép là mình không công khai được ha. Còn đây địa chỉ nè. Số 4 hẻm 1 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt ha. Diện tích là 302,25 m² nha anh chị. Có hoàn công xây dựng đàng hoàng nha. Mặc dù là nhà cũ nhưng mà có hoàn công đàng hoàng. Đây ha, đây là cái hình dáng đất mình nè anh chị. Đó. Tổng thể đất mình nè, cái phần này phần nhà xây nhà nè. Phần sân trước, phần bên hông và phần sân sau nè. Đó. Thì tổng thể đất mình thì như chị thấy là nó cũng tương đối là vuông rồi ha. Không có vuông vức như đất nền đâu. Tại đất này từ xưa đến nay mà chứ không phải cắt đất phân lô đâu mà nó vuông. Nhưng bây giờ là chấp nhận được rồi ha. Đây ha, mình vẽ cho anh chị xem hình dung sơ sơ cái hình nhà đất mình ha. Vuông khá là vuông và nó hậu. Ở ngay sát với lại cái hẻm đường Hoàng Diệu chị thấy không? Nhà mình đặc biệt là có rất là nhiều đường vô nha anh chị. Hẻm là hẻm thông hết. Đi đường nào vô cũng được hết. Bờ kênh chạy theo ngay bãi xe mình đậu đó. Bãi xe cũng khá là rộng rãi ha. Nhưng mà nếu cái giờ cao điểm á chị, mà buổi tối là chắc là không có chỗ đậu đâu. Phải dành chỗ trước đó. Đông lắm. Trong nguyên một khu mình là khu lẩu bò ba toa luôn chị. Đây cái đường Hoàng Diệu ha, đường chính của mình nè. Đó. Cũng là cái đường gần nhất vào đất mình chị ha. Đấy, chị thấy nhà mật độ nhà cửa chung là đây trung tâm rồi cho nên nhà cửa hơi san sát. Ở nguyên khu đó là khu bệnh viện. Đây là khu như khu trường học.
Đây cái khu này mới là khu bệnh viện Lâm Đồng nè anh chị, bệnh viện Đà Lạt đó anh chị. Vậy hãy kết cấu máy đây nhìn rất là cổ kính ha, toàn là máy ngói hết, như cái kiểu Pháp ngày xưa. Thì người Pháp ngày xưa là đây những công trình của người Pháp mà. Kệ xa xa mình chính là Hồ Xuân Hương đó anh chị, thì ngoài đó chính là chợ Đà Lạt luôn ha. Đó. Nói chung là trung tâm rồi, khỏi nói ha. Ở những cái tòa nhà, nhà thờ này nọ, những cái tòa nhà rất là to luôn ha, đúng chất Đà Lạt. Đó. Ban đầu là mình đi từ đậu bãi xe đó mà đi bộ á, đi bộ lòn lòn luôn 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 vô nhà mình đó, nhà mình đây ha. Đó. Rồi. Nhìn lại lần cuối cái nhà mình ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vòng vòng đi bộ ha. Cho anh chị tham quan khu này. Khu này khỏi nói rồi, thiên đường ăn uống. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn anh chị tham quan sơ sơ ha. Đó. Nhắc lại là ngay sát với trục đường chính Hoàng Diệu rồi ha. À, đây. Có cái quy một trường mầm non cũng khá rộng ha. Ở ngay trước đầu hẻm mình. Cái hẻm mình hẻm thông chị ha. Đó. Nhưng chị nhìn lại cam thấy rồi đó, thông hết. Đó. Cũng thông đường Tô Ngọc Vân luôn. Đây. Đây trước mặt anh chị chính là cái quán lẩu bò Ba Toa ha. Cái đường này là mình đi ngang qua cái khu ăn uống ha, khu ăn uống rất là nổi tiếng ở Đà Lạt. Đây mình sẽ đi ra đường Nguyễn Định ha, trục đường chính Nguyễn Định. Dạ. Đây. Giấc này quay thì là buổi buổi chiều ha. Giờ này thì sẽ không đông đâu. Đặc biệt buổi chiều tối đó anh chị, chiều tối mà anh chị đi vô cái đoạn này thì phải nói là như thiên đường luôn. Đấy. Đấy. Ngay cái quán lẩu bò Ba Toa này là mình đi chút xíu là ra đây, ngay bãi xe mình đậu đó anh chị. Chỗ này rất là nhiều ô tô đậu vì do là trong đây là nguyên một cái thiên đường ăn uống nè. Đó, lẩu bò bán gỗ. Đây, rất là nhiều bạn trẻ. Nãy giờ là thấy như là lẩu bò Ba Toa này là nó phủ sóng toàn cầu luôn á. Đi đâu đi, chỗ nào cũng thấy hết. Ngay cái bờ kinh ha. Đấy, rồi. Có thể đậu xe ở đây hoặc đậu xe ở bên ngoài đường Hoàng Diệu ha. Đấy. Đấy. Bây giờ đi ra đường chính thôi. Bây giờ mình lên xe mình sẽ dạo tiếp một vòng nữa ha. Đó, mình sẽ nhắc lại cái đường mình đang đậu xe là đường Nguyễn Thị Định chị nha. Nó có rất là nhiều đường vô đất mình. Mà đường này là mình thích đường này là nó rộng rãi. Thật ra cái đường mà Tô Ngọc Vân cũng rộng. Đường Hoàng Diệu thì mình chưa. Hồi nãy Google chỉ thì mình đi này cho nên là mình chưa đi đường Hoàng Diệu. Hoàng Diệu chắc cũng rộng đó, nhưng mà Hoàng Diệu thì chắc là sợ ít cho đậu xe. Tại đó là mặt tiền đường lớn đó chị. Đường lớn thì đậu xe ở ngoài cũng kỳ. Trong đây thì nó đậu thoải mái hơn tí. Quẹo qua đó là cái đường Hải Hưng Lãng Ông mà mình thấy có cái bảng cấm quẹo trái thôi. Để mình quẹo phải thì chắc cú mất công. Ở Đà Lạt này thì đi anh chị phải ngó bảng biển báo nha. Phải ngó biển báo kỹ chứ không là cũng nguy hiểm đấy. Đường này đường bán hai chị nha, cũng là một trong những trục đường chính đấy.
Đây bây giờ mình rẽ trái một cái là mình sẽ ra Hồ Xuân Hương chị ha. Thật ra nếu mà quẹo phải nãy đi Hồ Xuân Hương gần hơn, nhưng mà thấy cái bảng cấm quẹo trái nên mình không dám quẹo. Đi hướng này cho chắc cú ha. Khách sạn gì lớn quá trời nè, công trình gì nè. Đây mình đã ra tới quảng cái Xuân Hương nè, cái biểu tượng rất quen thuộc ha. Phía sau lưng mình là chợ Đà Lạt đó chị, mà mình không có nhớ làm gì hết. Bây giờ là mình đi một vòng Hồ Xuân Hương tham quan ngắm cảnh. Nói chung mà lúc nào mình đi Đà Lạt thì mình cũng đi phải đi một lượt cái đường này chị, rất là thích luôn. Rồi đâu đâu dừng lại nữa, dừng lại rồi đi bộ ha. Chỉ đơn giản đi bộ thôi là thấy thoải khoái nè. Đó chị thấy quảng trường nè, quảng trường Lâm Viên đó. Một cái đặc trưng của Đà Lạt ha, hầu như là ai tới đây cũng chụp hình với lại mấy cái biểu tượng này hết trơn đó. Như nãy chị nhìn lại cao, chị thấy là nhìn trên cao là thấy cái hồ này rồi. Rồi nói chung là vậy thôi, Đà Lạt thì có như đó à. Không có gì để nói nhiều hết. Vị trí rõ ràng đúng không, giá cả thì đó nhắc lại là 17 tỷ ha. Vẫn còn thương lượng thì mình cứ trực tiếp liên hệ bên phía chủ nhà ha. Lát nữa mình sẽ mời anh chị xem cái phần vị trí ha, vị trí Google Map. Nói chung là vị trí cũng rõ ràng rồi, nhưng mà mình cứ coi thêm vị trí Google Map đi cho nó rõ ràng hơn. Rồi bây giờ là mình mời anh chị xem cái vị trí trên bản đồ ha, để chị mình hình dung nó bao quát một lần nữa ha. Mặc dù là xem trên live cam thì cũng tương đối rõ rồi. Thì đây cái nhà mình địa chỉ là hẻm đường Hoàng Diệu. Đây chị thấy không, từ đường Hoàng Diệu đi vô hẻm số 1 là tới nhà mình, là cái đường gần nhất ha. Ngoài ra thì mình có còn rất là nhiều đường ha. Đây những cái đường bờ kè, đường Tô Vân nè, tức là từ trục đường chính Hải Hưng Lãng Ông quẹo vô đường Tô Vân. Cái mình cũng đi được vô đất mình ha. Còn riêng mình thì mình đi đường Nguyễn Định. Đây ngay chỗ bãi đậu xe này chị thấy không, mình đậu xe đây thoải mái hơn. Còn đường Hoàng Diệu thì mình nghĩ là chắc đậu xe không thoải mái đâu. Cho nên mình sẽ đậu ở bên phía Nguyễn Định này ha. Thì đi bộ vô khoảng tầm 100-200m gì đó là tới nhà mình ha. Đó, đường Lê Quý Đôn cũng vô được, nói chung là nhiều đường lắm anh chị. Đó rồi đây nè, mình sẽ mở rộng ra chị thấy không. Đó, gần ngay như chị thấy lấy cam là ngay bệnh viện đa khoa nè. Đó, bệnh viện đa khoa Lâm Đồng nè anh chị. Đó, rồi đây đó, chợ đêm chợ Đà Lạt nè chị thấy không. Đó, chị thấy rất là gần mình luôn ha, chợ đêm chợ Đà Lạt nè, đó Hồ Xuân Hương nè, đó nhà thờ chính tòa đấy, rất là đầy đủ luôn, trung tâm của Đà Lạt mà. Rồi thì nói chung là nó sơ sơ thôi, khỏi phải nói gì nhiều ha. Vị trí rất là trung tâm luôn, thì anh chị nào mà quan tâm thì mình cứ trực tiếp mình liên hệ phía chủ để làm việc về giá cả ha. Chỉ còn vị trí rõ ràng rồi. Có một ý là hiện tại là đèo Fan đây đang cấm ha, mình đi mua xa. Nói chung mà đèo nào cũng được hết, anh chị có thể lên Đà Lạt. Sau này mà đèo Fan này mà nó mở rộng thành mở bên hai làn đường thì đi khỏi là kẹt xe luôn. Cộng với là tuyến cao tốc Dầu Dây Đà Lạt nữa. Nói chung là Đà Lạt thì luôn luôn là hot chị ha. Chưa bao giờ hết hot là ở đâu hả, hết hot chứ Đà Lạt không bao giờ hot, hết hot. Đó, kiểu như là khách du lịch thì luôn luôn là mong muốn đi Đà Lạt, tại vì khí hậu ở đây, cảnh vật ở đây thật sự tuyệt vời. Rồi mình xin phép kết thúc video. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như video này thì có thể alo cho mình ở số điện thoại là 0933230243 hoặc là số Viettel là 0373230243. Cảm ơn chị đã xem hết video này ha. Chào mọi người.